trước đây á là Phương Lê tẩy tế bào chết á, một tuần Phương Lê tẩy 3 lần tại vì Phương Lê hay trang điểm á, nhưng mà bây giờ là Phương Lê á hả nhín một tuần Phương Lê tẩy tế bào chết được có một lần Phương Lê cảm thấy rất là khó chịu. Nhưng mà biết mà mọi người biết sao không, tại vì tẩy tế bào chết thì nó hot rồi, nó hot quá hot luôn mọi người biết không, là bán tẩy tế bào chết này á là không có nhớ con số mà bao nhiêu nữa đó, phải tính là con số rất là khủng mà Phương Lê không có dám bật mí đâu. Nói chung cái tẩy tế bào chết này nó rất là tốt, nó có thành phần rất là dịu nhẹ mà nó được làm từ bột tơ tằm và hạt vitamin C đó. Vì vậy mà khi mà mình tẩy tế bào chết ra xong á, mọi người biết không, cái da của mình nó rất mịn và đặc biệt là xong là cái da của mình nó sáng bật tông lên. Sáng bật tông là nhờ gì, bào mòn da không, nhờ những hạt vitamin C. Nhờ những hạt vitamin C á, trong cái tẩy tế bào chết này nè, nó có những cái hạt vitamin C màu vàng vàng, không lên nặng cho mọi người coi đó, đó những cái hạt đó mọi người thấy không, đó nó vàng vàng như vậy đó, là những hạt vitamin C này khi mà nó vỡ ra đó thì nó sẽ làm cho cái da mặt của mình nó sáng lên đó. Đó là lý do sao mà khi mà tẩy tế bào chết xong là da tất cả các chị em của mình bật tông ngay và liền là do cái hạt vitamin C này. Còn cái bột tơ tằm đó là nó có cái nhiệm vụ là kéo đi hết những cái bụi bẩn sâu trong lỗ chân lông của mình, nó cuốn là mọi khi mọi người massage gì nè, là cái bột tơ tằm nó sẽ cuộn lại, trời nó kéo đi hết cái bụi bẩn trong lỗ chân lông, và đặc biệt là nó lấy đi mấy cái sợi lông mà không cần thiết trên da của mình nữa. Nên khi mình tẩy tế bào chết ra xong mọi người gờ, trời cái mặt nó mềm nó mịn thích lắm mọi người ơi, rất là thích. Tất cả các chị em nào mà thích cái tẩy tế bào chết này nhắn tin gọi hotline đặt gạch đi nha, phải đặt đó Phương Lê chứ này. Phương Lê nói thật á, Phương Lê đặt 20 tiếp trước, 20 tiếp để Phương Lê để dành Phương Lê xài đó, chứ mà cái tẩy tế bào chết này nó hết rất là khó chịu, tại vì cái mặt của mình nó sạch thì da của mình mới đẹp nha mọi người. Nói chung á là cái dòng cái loại tẩy tế bào chết này là cái dòng mà Phương Lê cảm thấy là rất là hiệu quả, mà trước giờ Phương Lê đã sử dụng rất là nhiều thương hiệu mọi người, cao cấp cỡ nào Phương Lê cũng sử dụng hết á, và thấp nữa, hàng thấp nữa Phương Lê sử dụng nữa. Nhưng mà Phương Lê thấy cuối cùng Phương Lê chọn cái này, tại Phương Lê chọn này mấy năm rồi và Phương Lê thấy là cái da của Phương Lê mỗi ngày nó mỗi sạch sẽ, trẻ khỏe ra, và khi mà mình tẩy tế bào chết thì da mình sạch á, thì mình dưỡng da nó rất là ăn mỹ phẩm á mọi người, có nghĩa là nó hiệu quả và nó thẩm thấu dữ lắm, thích lắm mọi người ơi. Bây giờ là mọi người thích cái này thì mọi người nhớ là gọi hotline nha, gọi hotline để đặt nha, chứ không là hết đó, Phương Lê không có dọa mọi người đâu.